kế toán phần mềm có thực sự khó? Công việc của kế toán trong công ty này có khác gì so với các loại hình doanh nghiệp khác không? Hãy cùng tham khảo ngay khóa học kế toán phần mềm tại Kế Toán Việt Hưng. Giải pháp 4 tối ưu thời gian, tối ưu kết quả học tập, tối ưu trải nghiệm, học như đi làm thực tế, tối ưu chi phí, sử dụng khóa học trọn đời. Cùng tìm hiểu những tính năng ưu việt của khóa học này nhé! Phần đầu kỳ, theo đúng tên gọi, hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, học viên sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về cách xuất hóa đơn phần mềm theo từng lĩnh vực của thương mại, sản xuất và dịch vụ. Phân tích và hướng dẫn hạch toán các hóa đơn, chứng từ liên quan trong công ty. Xử lý các trường hợp phát sinh thực tế, cách khắc phục và kinh nghiệm sau những sai sót đó. Kiểm tra đối chiếu các khoản công nợ, âm kho, âm quỹ, chênh lệch số liệu và các nguyên nhân hay gặp phải để khắc phục, so sánh tỷ trọng doanh thu, từ đó lập kế hoạch phân bổ chi phí đầu vào, cân đối theo doanh thu. Kiểm tra lại các chi phí đã thực hiện và cân đối lại chi phí trước khi tính giá thành. Ở phần cuối kỳ sẽ là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, chia sẻ cùng học viên những kinh nghiệm thực tế khi có thanh tra quyết toán thuế. Khóa học kế toán trong công ty sản xuất phần mềm tại Kế Toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng không thể thiếu của lớp học nhóm online là Zoom Meeting, nền tảng học trực tuyến, độc quyền tại Kế Toán Việt Hưng. Đồng thời, hướng dẫn cho học viên cách cài đặt các phần mềm phục vụ cho kế toán dưới dạng video. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể, từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến công ty phần mềm, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Ngoài ra, hỗ trợ các học viên giải đáp mọi nghiệp vụ chuyên môn, trọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, hiểu rõ đặc thù kế toán phần mềm để biết cách kê khai và nộp thuế, tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, nắm vững kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế Toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học kế toán phần mềm là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay tại kế toán việt hưng.vn để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé. Kế Toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.